Thưa quý vị, chuỗi ngày nắng nóng ở miền Bắc cũng như các tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục kéo dài theo sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng. Dưới tác động của vùng thấp nóng này, ngày mai miền Bắc trời sẽ nắng từ sớm. Trên nền nhiệt đêm và sáng cao sẵn thì nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc sẽ đạt ngưỡng nóng rất nhanh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tất cả các tỉnh thành miền Bắc sẽ đạt ngưỡng cao là từ 35 cho đến 37 độ. Riêng đối với những nơi như là Mường Lây, Mường La, Yên Châu hay là Hòa Bình, nhiệt độ sẽ ở mức nắng nóng gay gắt là từ 38 cho đến 40 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng lần thứ 2 trong năm 2021 ở Bắc Bộ sẽ duy trì đến hết ngày 3 tháng 6. Với miền Trung, nắng nóng đã bước sang ngày thứ 3 liên tiếp và sang ngày mai, nóng được dự báo sẽ còn gay gắt hơn khi vùng thấp nóng và gió phơn đang hoạt động ngày càng một mạnh mẽ. Vùng nóng thì vẫn tập trung chính ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên với nhiệt độ cao là từ 35 đến 37 độ. Hầu hết các huyện vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi đều là những vùng còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 38 độ. Thậm chí có những điểm còn xảy ra nắng nóng ở mức đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao trên 40 độ. Khu vực các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận cũng cận mức nóng là từ 34 cho đến 35 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, sau chuỗi ngày mưa dông diện rộng thì hai ngày nay, gió mùa Tây Nam bước vào giai đoạn thoái trào. Những cơn mưa rào và dông chỉ còn xảy ra lác đác một vài nơi về thời gian là chiều và tối. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên vì thế cũng sẽ tăng lên mức là 32 đến 34 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng 35-36 độ sẽ xuất hiện ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Còn đối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ. Trên biển, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa trong giai đoạn thời tiết tốt, không mưa, gió Tây Nam là cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, biển lặng, thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.